Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay mình rảnh rỗi ở nhà nên là mình có trồng mấy cái cây phôi hải châu này. Sẵn mình quay chia sẻ với anh em luôn cái cách mà ủ cây phôi nha. Đây, trên tay mình đang là một cái cây phôi mình đã ủ rồi nè. Cái này ủ chắc hơn 20 ngày rồi nha anh em. Nó lên mầm đã một khúc luôn rồi nè. Anh em xem, nay mình quay rồi mình chia sẻ cho anh em luôn. Cây phôi của mình thì mình đã xử lý hết rồi, mình bán phôi thì mình đã xử lý mấy cái hết rồi, đã tha keo. Và giờ anh em ủ như thế này thôi. Để mình quay những cái cây mà trụi cho anh em coi nha. Nói chung là từ cái cây phôi hay cái gì hết cũng quan trọng nhất là cây phôi, xử lý mấy cái ra anh em ơi, cái phần dập hay nứt là anh em không có tiếc gì hết. Cắt bỏ hết nha. Đây một cây rễ này, cho mình quay mấy cái cây trụi cho anh em coi nha. Đây cái rễ này thì mình ủ chắc cũng được 15 ngày rồi đó anh em ơi. Anh em thấy nó xì nhựa không? Những cái cây phôi mà mình ủ xì như thế này là mình lấy đi đem đi trồng được rồi nha anh em. Cỡ như này là mình đem đi trồng được rồi nha. Đó. Còn anh em ủ sao? Ủ thì anh em bỏ dưới cái bóng mát như cây của mình đây, là một cái dưới một cái cây xanh lớn này anh em. Rồi anh em mua một cái giỏ trái cây này, ủ nó cách mặt đất nha, đừng để cái rễ nó chấm xuống đất nha anh em. Chấm xuống thì nó sẽ làm thối rễ nha anh em ơi. Xong bấy ba cái vải bó này phủ lên thôi. Bên kia có một giỏ mình cũng đang ủ đó, phủ lên thôi, tưới nước một ngày 2-3 lần. Đây là một cái cây trụi luôn này, anh em thấy nó bén rễ trắng ra luôn không? Cây này hồi lúc trước là nó có tàn mà bị kẹt đá. Mình lấy luôn cái tàn nó. Cái này thì mình giao lưu anh em là bảo đảm trồng không có sống đâu, nhưng mà mình trồng thì nó khác. Đó. Cái tàn thì mình bỏ bớt lá đi, chỉ giữ lại những ít lá thôi. Mình uống nó nứt, nó bung trồi lên từ những cái nách lá luôn nè anh em. Anh em thấy không? Đó, nó bung bung trồi ra và nó xì nhựa rất là mạnh luôn. Mình không có xài kích thích gì luôn nha anh em ơi, mình chỉ ủ không thôi. Bây giờ mình lấy ra mình trồng này, mình trồng rồi mình sẽ mới xài kích thích nha. Mình tưới chỉ một lần kích thích thôi. Anh em thấy không? Đủ nó chỉ có mấy cái rễ nhỏ nhưng mà nó bung rễ con từ cái rễ nhỏ ra luôn. Và 15 ngày rồi nhưng mà nó cái lá nó vẫn xanh luôn nha, lá những cái cây tàn này. Nó vẫn xanh luôn nha. Anh em lưu ý thì những cái cây như thế này thì anh em chỉ cần để lại ít lá thôi, không cần để nhiều đâu. Để nó kiểu như một cái lá thừa đó anh em. Đó, cho nó sau này anh em trồng nó bung cho nó mạnh nha. Nói chung là cây ủ thì cây nào lúc nào bung cũng mạnh hết. Mà muốn ủ được cái cây á thì anh em lưu ý là phải xử lý một cách cho tốt, tha keo. Ha. Còn ủ thì đơn giản thôi, anh em chỉ cần kiếm chỗ nào thoáng mát, ha. Bỏ vô lấy vải quấn, lấy vải tủ lại và tưới nước ngày 2-3 lần thôi. Còn mùa này thì anh em lưu ý mưa này, mưa thì anh em nên trồng cát thôi nha. Không nên trồng sữa dừa gì hết nè. Có sữa dừa vô thì nó hay bị làm thúi cái cây lắm. Thúi cái đi cái phần chất trồng á, nó làm hư rỡ nha anh em ơi. Đây mình mở một cái cây. Dính bầu đất cho anh em coi nha. Cái này bây giờ nó bén rỡ. Rỡ tránh ở dưới luôn nơi này. Mấy cái này mình lấy trên núi rồi mình bó luôn nha anh em. Mình gỡ ra coi, nó dính cũng ít đất nhưng mà nó rất là mạnh luôn anh em thấy không? Cái quan trọng là cái bầu đất này nó chỉ dính còn một chút thôi. Anh em lấy ủ là cái coi nó nhìn nó khác hẳn với lại cái coi mà nó không dính đất liền. Nên là mình lúc nào mình lấy phôi thì mình cũng cố gắng là mình lấy những cái coi có đất cho anh em ha, để giữ những cái rễ cám này. Mấy cái rễ bự thì nó không có nứt ra rễ ra liền được đâu nha anh em ơi. Nó nứt là nứt từ những cái rễ nhỏ đó anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Nó ra rễ trắng luôn này. Một tay quay, một tay cầm nên là nó hơi khó tí nha anh em ơi. Anh em xem thì cũng thông cảm giúp mình nha. Hơi lách chứ. Đó. Anh em thấy cái rễ chuột nó xì nhựa ra. Những cái này thì mình giờ là mình chỉ cần đem trồng thôi là nó bung rất là mạnh luôn. Còn cái điều quan trọng mà đỡ anh em ủ coi á thì anh em phải xử lý một cách thật là tốt nha. Chứ những cái rễ mà dập hay là thúi thì anh em đỡ mà ủ thì nó chỉ có hư thôi chứ nó không có lên nào mà xì nhựa như thế được đâu nha anh em ơi.
Đây, mình quay những cái coi mà mình đã ủ, mình xì nhựa, mình trồng cho anh em coi nha. Mấy cái này thì 1 tuần rồi nó chưa có bung đâu anh em ơi. Anh em nào ủ 10 ngày, 20 ngày thì anh em đem đi trồng thì tầm một nửa tháng thì nó mới bung rồi nha. Còn mới thì nó chưa đâu. Đây, mấy cái coi này nè. Đó, mấy cái này là mấy cái trước này. Anh em thấy nó bung chồi li ti hết không? Đó. Còn mấy cái coi mà dính lá một tí là anh em mình đỡ, chỉ đỡ lại chần vài cái lá thôi là nó bung rất là mạnh luôn. Tại nó có lá thở đó anh em. Đây, anh em thấy không? Nó rất là đơn giản và rất là dễ trồng, anh em chỉ cần biết một lưu ý một số mẹo là anh em trồng được nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em ơi. Anh em nào mà trồng phôi không được thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo của mình, mình luôn sẵn sàng là chia sẻ cho anh em hết. Mấy cây này nó bị sâu ăn này, mùa này sâu bướm rất là nhiều luôn anh em ơi. Mình không phun thuốc là nó ăn cục đọt hết, mấy cây mới là cục hết nha. Nên anh em lưu ý ha. Đây, rất là dở lên nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye.